Và thứ ba là kích thước của cái động mạch chủ nó giãn dần theo thời gian. Bản thân nếu kích thước động mạch chủ lớn mà lại có máu tụ trong thành, bản thân đó là một yếu tố nguy cơ để cho bệnh nhân có thể tiến triển thành tách thành động mạch chủ thực sự. Và đối với những trường hợp bệnh nhân có máu tụ trong thành động mạch chủ thì chúng ta nên làm gì cho bệnh nhân này? Nếu như có biến chứng thì chúng ta có thể tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Còn nếu như bệnh nhân không có biến chứng mà máu tụ trong thành tiếp A đây này, thì chúng ta phải tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân càng sớm càng tốt, không trì hoãn, bởi vì nó có thể tiến triển thành tách động mạch chủ tiếp A thực sự bất kỳ lúc nào. Thì đây là hai cái quan điểm cơ bản. Còn nếu như mà chúng ta có những trường hợp có biến chứng thì chúng ta sẽ có thể can thiệp, còn nếu như chúng ta có thì chúng ta cũng có thể cân nhắc cái chuyện là chúng ta bịt cái vết rách đấy vào hay không, hoàn toàn có thể. Nếu như mà bệnh nhân có những yếu tố tiên lượng tiến triển thành tách thành động mạch chủ thực sự, xin phép các bạn có cần nghỉ không? Không cần nghỉ, thế thì đọc tiếp phim nữa cho đến khi các bạn thạo đọc phim thôi. Bởi vì sau cái course này tôi kỳ vọng là chúng tôi phải nói ít thôi, chứ không là cứ buổi sáng đến các bạn hỏi xong đến lúc giáo sư Hùng hỏi đọc như thế nào lại như nước đổ lá khoai, lên trên hội trường lại u ớ. Khi mà tôi chạy với tốc độ như này tôi không thể chậm hơn được, thông cảm. Nào, chúng ta xem đây là cái gì. Tôi sẽ đi qua từng lượt. 1, 2, 3. Đủ chậm chưa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, đây là cái gì? Đây là cái gì? Tôi chỉ đúng một cái chỗ đấy nhá. Đây là cái gì? Đây là cái gì ạ? Bạn cần gì nữa? Bạn cần tăng lên hay tăng xuống để tôi tăng cho bạn? Bạn có thể yêu cầu bất kỳ cái gì để đạt được nguyện vọng thôi. Đây ạ, tăng lên đây ạ, đây lên phía trên ạ. Đây là tăng xuống ạ. Sao ạ? Theo các bạn thì đây là cái gì? Các bạn vẫn không biết đây là cái gì? Thì đây là cái ca chúng tôi vừa mới can thiệp tuần trước thôi. Rất nhiều những trường hợp như thế này, rất nhiều nhá. Đây là loét xuyên thành động mạch chủ. Tất nhiên trên này nhìn hơi khó, bởi vì tôi phải để các bạn mà thấy khó, chứ đặt mà thấy dễ thì nói làm gì nữa, đúng không? Nếu mà tôi bổ dọc cái động mạch chủ phát, các bạn nhìn thấy ngay đây là loét xuyên thành động mạch chủ. Thế nên chúng ta có thể đoán ra bất kỳ nào, đúng không ạ? Hả? Cái gì? Đây nhé, tôi cho các bạn chạy lại một lần và các bạn phải rất nhanh mắt. Tôi nói luôn là nếu các bạn không tập trung thì cái này nó sẽ qua mắt các bạn rất nhanh. Vậy thì chúng ta thấy dường như đây là cái chỗ trũng nhất này. Đây là cái chỗ tôi đánh giá cho các bạn là đây là chỗ trũng nhất. Vậy thì đây gần như là cái chỗ loét xuyên thành, là chỗ này. Vậy thì đặc điểm của cái loét xuyên thành động mạch chủ là gì? Bệnh nhân này đau rất nhiều, có sốt. Loét xuyên thành động mạch chủ phần lớn là ở đoạn động mạch chủ xuống. Gần như chúng tôi gặp ở đây là động mạch chủ xuống, chỉ có 1, 2, 3, 4 trường hợp gì đó là động mạch chủ bụng. Còn động mạch chủ lên gần như không thấy những tổn thương như thế này. Thứ hai là khu trú tại chỗ. Những trường hợp này gần như không bao giờ lan tỏa, không có loét xuyên thành động mạch chủ, loét lỗ chỗ như là quả mít trong động mạch chủ đâu. Gần như khu trú tại chỗ và thường ở bệnh nhân cao tuổi, tăng huyết áp, có bệnh tim mạch sơ vữa. Triệu chứng thường gặp là đau ngực và lưng. Nó rất là located, khu trú. Và nếu như bệnh nhân có hở chủ hay là có bệnh lý khác thì kệ, gần như không liên quan. Vậy thì cơ chế của cái việc loét xuyên thành là gì?
Đó là đây ạ. Chúng ta thấy đây là một cái mảng sơ vữa nó lồi vào trong thành động mạch chủ. Đây ạ, khi mà nó bị loét thì nó tiến triển thành các cái hốc. Và các cái dòng máu nó sẽ xối vào cái hốc, nó đọng ở đây, gây ra viêm. Khi mà nó đủ viêm loét, nó sẽ làm đứt vỡ các cái lớp áo của thành động mạch chủ và nó gây ra loét xuyên thành động mạch chủ, xuyên qua thành và nó vỡ ra ngoài. Và nếu như mà nó vỡ tự do ra ngoài thì nó làm sao ạ? Thì toi. Nhưng mà thông thường các bạn biết đấy, nó sẽ diễn biến qua bốn cái giai đoạn như thế này. Vậy thì các cái tổ chức xung quanh của nó không để yên đâu, đúng không? Không phải của nó mà là của con người chúng ta, không để yên cho chuyện đó xảy ra. Bao giờ tổ chức xung quanh nó cũng mò đến, bao bịt lại, chứ nó sẽ không thể để cho nó lọt ra ngoài dễ dàng như thế được, đúng không ạ? Chúng ta thấy ở ngay đoạn trên này, xuất tiết các các cái tổ chức xung quanh nó đến, đúng không ạ? Nó có hình ảnh xuất tiết ở đây. Chỗ này thì chúng ta chưa chắc được đâu là động mạch chủ, đâu là tổ chức ở phổi và màng phổi đâu. Vậy thì bệnh nhân này có triệu chứng đến với chúng tôi là gì? Triệu chứng bệnh nhân này đến với chúng tôi là ho ra máu. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy ở đây có cái nhánh phế quản. Nhìn thấy không ạ? Có vẻ như là các cái tổ chức của phổi nó đã đến, nó bám vào đó, nó bám vào cái ổ loét, đây là loét xuyên thành và gây ra giả phình động mạch chủ rồi. Và nó có thông thương với phế quản, bệnh nhân này đã được chẩn đoán là ho ra máu do cái triệu chứng này. Do đó chúng ta sẽ phải dùng liệu kháng sinh cho bệnh nhân tích cực và tiến hành đặt stent graft cấp cứu cho bệnh nhân đó. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta cũng khá hay gặp đấy ạ. Và thường là hay ở người cao tuổi thôi. Vậy thì triệu chứng của những bệnh nhân này là gì? Về mặt tiền sử, không rõ. Có thể có sơ vữa hay không, không biết được. Và cái chiến lược điều trị đối bệnh nhân này thì khá là khó đấy, chứ không phải là dễ. Nếu như bệnh nhân có giả phình, hoặc là có vỡ, hoặc là đau không thể kiểm soát được, chúng ta có thể phải tiến hành phẫu thuật. Hoặc là có tách đoạn xa, hoặc là khối phình nó giãn, có thể phải phẫu thuật cho bệnh nhân, kết hợp với sử dụng các cái kháng sinh. Bởi vì không phải tự nhiên bệnh nhân lại nhiễm trùng, không phải tự nhiên bệnh nhân lại bị viêm loét như vậy. Và chúng ta có thể tiến hành can thiệp cho những bệnh nhân đó. Thì đây là câu chuyện chúng ta tiến hành can thiệp như thế nào. Đối với những trường hợp bệnh nhân không có biến chứng, chúng ta có thể tiến hành can thiệp mức độ khuyến cáo mức độ 2A và mức độ bằng chứng là C. Và có những trường hợp chúng ta phải tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân loét tip A. Nhắc các bạn luôn, đối với tất cả những trường hợp tổn thương tip A đều có chỉ định phẫu thuật. Nha, luôn là như vậy. Còn đã phân là tip A có nghĩa là phải phẫu thuật. Còn nếu phân là tip B thì chúng ta có thể cân nhắc câu chuyện phẫu thuật hay là can thiệp. Xin bước đến một phân đoạn tiếp theo. Các bạn phải tập trung, nó chỉ diễn ra trong vòng 6 giây. Nghĩa là các bạn mà chớp mắt thì là bài giảng sẽ qua. Các bạn phải hết sức tập trung. Đây là gì? Các bạn muốn tôi dừng ở đâu? Ở trên nhé. Đây à? Trên à? Trên nữa thì đấy. Đây là gì ạ? Các bạn muốn lên trên hay xuống dưới ạ? Ở đây thì các bạn chả nhìn thấy gì đâu. Đây gì? Hay ở đây? Đây. Đây là gì? What is this? Mạnh dạn luôn. Tách thành động mạch chủ. Loét. Loét cái gì bạn? Loét xuyên thành động mạch chủ. Gì nữa nào?
lết xuyên thành động mạch chủ tạo thành túi phình. Còn ai có ý kiến nữa không? Đấu giá là người ta chỉ được một vài giá thôi, không ai ý kiến nữa thôi nhá. Đây là secular type aneurysm, đây là phình động mạch chủ hình túi ở đoạn ngực và sắp vỡ đến nơi rồi. Đồng ý? Đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ tranh cãi dựa vào cái sự liên tục của lớp nội mạc. Và chúng ta đánh giá xem, chúng ta sẽ thấy được cái thành của động mạch chủ nó vẫn còn nguyên đây. Nếu mà chúng ta chẩn đoán đây là một cái loét xuyên thành động mạch chủ và là một cái giả phình thì nghe chừng có vẻ như không hợp lý lắm. Và nếu mà xét về cơ sở giải phẫu bệnh thì chúng ta cũng không có cơ sở giải phẫu bệnh ở đây. Bệnh nhân này đến với chúng tôi thì không có ho máu, không có gì cả, nhưng bệnh nhân đau rất nhiều và bệnh nhân nói khan, không nói được và có cái nuốt hơi bị sặc một chút. Đúng là đấy là một trong những cái triệu chứng của chúng ta hay gặp ở bệnh nhân chứ không phải của chúng ta. Thì bản thân cái hình túi tôi rất tiếc là cũng không thể vẽ cho các bạn ra đây được. Thế nhưng mà thế này, một cái túi của các bạn nhìn đôi khi chúng ta tưởng là cái này tách ra là mình chủ rồi. Bởi vì rõ ràng nhìn thấy hình như đây lòng thận, đây lòng giả. Nhưng tại sao chúng ta không thấy cái lòng giả nó tiếp tục tiến triển xuống phía dưới, mà chúng ta chỉ thấy nó đúng một cái hình, một cái túi và nó bám vào cái thành động mạch chủ. Thì như vậy nó có một cái cổ, cái bám vào đấy người ta gọi là cổ túi phình. Giống như các bạn lấy một cái quả bóng bay ấy, các bạn bơm nước vào, các bạn đập vào tay của các bạn, thì nó sẽ, đấy là một cái túi phình, hình túi. Thì đây là một dạng phình rất nguy hiểm. Không cần biết kích thước của túi phình là bao nhiêu, tất cả những trường hợp phình hình túi đều cần được can thiệp cấp cứu. Các bạn hãy nhớ đây là quan điểm, bởi vì nó có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Các bạn biết rằng một cái xăm, hoặc là ở đây có ai chơi bóng rổ cái thời mà chơi bóng rổ bằng cao su không nhỉ? Là đáng tiếc cho các bạn, đấy là một thế hệ vàng, tôi chơi bóng rổ từ thời đó. Khi quả bóng rổ cao su đó nó lòi ra ngoài một cái bọc nho nhỏ thì có nghĩa là lúc đó đã quá muộn để chơi tiếp rồi, chỉ còn vài giây nữa sẽ nổ thôi. Đấy chính là cái phình hình túi và nó sẽ vỡ ngay trong trước mắt các bạn. Vậy đối với những trường hợp phình như này, câu chuyện cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ phải tiến hành, một là phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, hai là can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Thuốc thang trong trường này vô nghĩa. Xin mời các bạn xem thêm một đĩa nữa. Đây là gì? Tập trung vào nhé, nó chỉ diễn ra trong vài giây thôi. Đã thấy căng thẳng chưa? Bởi vì đây là những cái phim chuẩn hóa hình ảnh. Đây nha, các bạn nhìn nha. Nhìn này, tôi sẽ đi từng phần. Đây là cái gì ạ? Đây là cái gì? Động mạch chủ, tuyệt vời. Theo tôi đây là cái CT gì đúng hơn, đúng không ạ? Nếu mà để chẩn đoán đúng thì đây là phình hình thoi ở đoạn động mạch chủ ngực. Thì các bạn phải làm quen dần với khái niệm đó là phình thì nó có gì? Phình hình túi và phình hình thoi. Thì cái, đối với phình hình thoi này thì câu chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn cái phình hình túi rất là nhiều. Vậy thì phình động mạch chủ được định nghĩa là gì? Đó là sự giãn một hoặc là nhiều đoạn của động mạch chủ. Nhưng khi nào thì được gọi là phình? Bạn nào có thể cho tôi một cái khái niệm không? Giờ động mạch chủ lên, ví dụ nó 4 cm, khi nào được gọi là phình? Động mạch chủ xuống, khi nào được gọi là phình? Và động mạch chủ bụng, khi nào được gọi là phình? Hay nó to hơn bình thường thì là phình? Đúng không? Chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn chứ. Không phải cứ bảo hồ cái phình rồi, ai đâu cũng đọc chỉ cầm phim này phình quá. Ai nghĩ đấy là phình? Không hẳn, đúng không nào? Thế nào gọi là phình? Vậy thì các bạn nên có một cái khái niệm nhá.
khi động mạch chủ giãn ra gấp trên 1,5 lần kích thước bình thường của nó thì chúng ta gọi là phình, chứ không phải kích thước động mạch chủ bộ bình thường 2 x 25. Ui rồi phình quá này, chết đến nơi rồi, bắt đầu khuyên ăn kiêng các kiểu. Sai lầm. Khi nào đấy, phình thì có hai loại là phình hình thoi và phình hình túi. Còn đối loại phình hình túi thì không có kích thước gì đây cả, tất cả loại phình hình túi đều là cấp cứu, phải xử trí cấp cứu ngay. Và gì ạ, có thêm một loại nữa đó là giả phình. Đang giảm phình chuyển sang giả phình nhỉ, hơi vô lý. Vậy thì phình động mạch chủ thì ví dụ như động mạch chủ xuống giãn to hơn động mạch chủ lên, đấy là phình ở đấy, đúng không ạ? Thứ hai là bản chất là gì, cái lớp áo ngoài của bệnh nhân rất yếu. Cái lớp áo ngoài, bản thân lớp áo ngoài cực kỳ dày. Nếu như bạn nào đã từng thấy cái màng ngoài tim thì bạn biết là để qua được cái màng ngoài tim là rất khó khăn, cắt được màng ngoài tim rất khó. Cái màng động, cái là lớp áo ngoài của động mạch chủ nó còn dày hơn cả màng ngoài tim, dai hơn màng ngoài tim, mà nó còn bị phình, có nghĩa là gì, lớp áo ngoài yếu do cái sợi elastin bên ngoài nó kém quá. Ở những bệnh nhân hội chứng mắc phăng, sơ vữa động mạch chủ nhiều, bệnh nhân giang mai, bệnh nhân viêm động mạch chủ, hoặc là phình động mạch chủ do lao, thì các bạn biết là đối với những bệnh viêm động mạch chủ hoặc là giang mai hoặc là phình do lao, tổn thương một cái động mạch chủ nó như là, bạn nào đã nhìn thấy cái cây sung cổ thụ bây giờ chưa? Đấy, thì cái động mạch chủ chúng ta nó sẽ như vậy. Nó kinh khủng, trông như thế đấy. Tôi không biết là giải thích nó như nào cả. Phình động mạch chủ ngực thì phần lớn là không có triệu chứng. Khi có triệu chứng là có vấn đề. Đúng không? Khi có triệu chứng, khi bắt đầu có đau, khi bắt đầu có chèn ép động mạch chủ lên, chèn ép khí quản, chèn ép cái động mạch, các cái dây thần kinh quật ngược, thì khi đó chúng ta bắt đầu phải tính đến câu chuyện can thiệp cho bệnh nhân, mổ hay là đặt cái giá đỡ stent graft vào cho bệnh nhân. Và đối với những trường hợp này thì chụp CT hay là cái chụp siêu âm qua thực quản nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với trường hợp siêu âm qua thành ngực. Chúng ta biết rồi, siêu âm qua thành ngực rất hạn chế, bởi vì chúng ta chỉ đánh giá động mạch chủ lên là chính thôi. Còn siêu âm tim qua thực quản chúng ta có thể đánh đoạn động mạch chủ xuống đều được. Và trường hợp động mạch chủ lên mà giãn trên 5cm là chúng ta bắt đầu phải tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân rồi. Đối với cái nguy cơ những trường hợp này nó chỉ khoảng 5% thôi, ít thôi, không nhiều. Và đối với những trường hợp bệnh nhân mà vỡ động mạch chủ ngực thì chúng ta sẽ có một số phương án sau đây. Nếu như mà ở đơn vị đó là đơn vị phẫu thuật và có khả năng phẫu thuật trong vòng 30 phút thì chúng ta hãy tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân sau khi chúng ta đã có phim chụp. Ngày xưa khi mà tôi ở với cái đơn vị phẫu thuật tim mạch đó thì tôi nói với các bạn là từ khoa cấp cứu vào đến phòng chụp phim CT nó chỉ mất 1 phút và từ phòng chụp phim CT đẩy đến phòng mổ nó mất khoảng 30 giây. Có nghĩa là mất loanh quanh tiếp đó lăng nhăng đặt đường truyền vân vân, nó cũng mất khoảng 10 phút để chúng ta có thể tiến hành một cuộc mổ cho những bệnh nhân như vậy. Và các bác sĩ đều phải ở trọ xung quanh cái khu vực, bác sĩ ở bên Nhật người ta không giàu, người ta đều phải ở trọ hết. Trong vòng 10 phút khi mà có dấu hiệu cấp cứu, có tín hiệu cấp cứu thì bác sĩ phải có mặt để tiến hành mổ với cho bệnh nhân. Đấy là cái đơn vị người ta luôn luôn ready để cho phẫu thuật cấp cứu. Còn những trường hợp như đơn vị ở chúng ta đây thì chúng ta chưa đủ các cái trang thiết bị như vậy cũng như là cái độ cơ động như vậy. Thì chúng ta có lẽ đối trường hợp như thế này, một là nếu tiến hành được mổ cấp cứu thì phải mổ càng sớm càng tốt, không nhất thiết là phải trong vòng 30 phút. Hoặc là đối với những động mạch chủ xuống hoặc là động mạch chủ tip B chẳng hạn, thì chúng ta có thể tiến hành đặt stent graft cấp cứu cho những bệnh nhân vỡ thành động mạch chủ do phình. Đó là những cái khuyến cáo dành cho những trường hợp bệnh nhân phình động mạch chủ. Còn đối với những trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, đây là đối với những trường hợp bệnh nhân phình động mạch chủ ạ, đây là động mạch chủ bụng thì sao? Động mạch chủ bụng thì đối với những trường hợp phình động mạch chủ bụng có nghĩa là gì ạ? Dưới thận thì chúng ta sẽ có thể phải làm siêu âm cũng được, phim CT cũng được. Trong những trường hợp bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng thì chắc chắn chúng ta phải làm cấp cứu. Còn làm cấp cứu là phẫu thuật hay là can thiệp thì tùy vào cái mức độ gọi là cơ động của chúng ta thôi. Nếu chúng ta có thể làm can thiệp được, vỡ chúng ta có thể làm can thiệp được. Chúng tôi ở đây cũng đã từng làm những ca động mạch chủ bụng vỡ rồi. Và nếu bạn nào đi trực hoặc là bạn nào ở đi qua C1 hôm nay thì biết là có một ông cụ 80 tuổi và cái kích thước của động mạch chủ bụng của ông ấy là hơn ông 10 tuổi, 90 đang nằm ở trong kia và ông ấy vẫn sống bình thường. Có thể tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà thật là khủng khiếp. Các bạn cứ tưởng tượng như có một trứng đà điểu ở trong bụng mình nó đập phịch phịch cái đấy, rất nguy hiểm, đúng không?
Bởi vì động mạch chủ bụng khi mà kích thước nó khoảng trên 40cm chúng ta phải cân nhắc, và trên 45cm chúng ta bắt buộc phải xử lý. Trong khi đấy đây là 90mm, có nghĩa là to gấp đôi cái giá trị mà chúng ta phải làm cấp cứu mà bệnh nhân vẫn sống. Thế mới thấy người Việt Nam thật là kỳ diệu, đúng không ạ? Và chúng ta nếu như giải phẫu phù hợp thì chúng ta có thể tiến hành can thiệp động mạch chủ cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân gì ạ? Bên có nhiều bệnh phối hợp, ho hen các kiểu, bệnh ngoại khoa, bệnh nội khoa trầm trọng nhiều, thì cái can thiệp nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cả một cuộc mổ, đúng không ạ? Thế còn về chi phí thì rõ ràng cuộc mổ chi phí nó rẻ hơn rất nhiều so với việc chúng ta là can thiệp. Còn ở nước ngoài thì mổ hay là can thiệp thì bệnh nhân đều không phải trả tiền, do đó là người ta thích chọn cái gì thì người ta chọn cái đấy thôi. Mỗi cái đều có những ưu và những điểm riêng của nó. Đối với những trường hợp chúng ta phải screening, đối với những trường hợp bệnh nhân có phình động mạch chủ bụng thì phần này tôi chỉ lướt qua thôi. Và đây là để phân biệt giữa các cái loại tổn thương động mạch chủ mà chúng ta biết. Thứ nhất, đây là động mạch chủ bình thường, dòng máu chảy xoẹt phát từ trên xuống dưới. Đây là trường hợp bệnh nhân tách, dòng máu rách đây phát chảy phụt phát xuống dưới và gây tách, đúng không ạ? Để chúng ta thấy rõ, đúng không? Thế còn thứ hai là máu tụ trong động mạch chủ rất nhiều lỗ nhỏ ở đây và nó tạo thành máu tụ hoàn toàn trong này. Thế còn những trường hợp bệnh nhân loét xuyên thành chúng ta thấy ở đây. Và nó rất là khu trú. Đây là bốn loại mà chúng ta hay gặp nhất. Thế còn sơ vữa thành động mạch chủ thì chúng ta đi qua một chút thôi. Trong đó chúng ta rất cần quan tâm đến những trường hợp bệnh nhân gì ạ? Mảng sơ vữa phức tạp, nếu dày trên 4mm và di động thì đây là một trong những dấu hiệu báo hiệu rằng bệnh nhân này có vẻ như là có nguy cơ sắp bị gì ạ? Có nguy cơ tắc mạch, có thể nguy cơ đột quỵ, tùy vào vị trí của cái mảng sơ vữa đấy nó ở đâu. Tiếp theo nữa đó là gì ạ? Cái thành phần của mảng sơ vữa hoặc là cái mức độ lồi của mảng sơ vữa vào lòng động mạch chủ nếu mà trên 4mm thì nó có liên quan đến tắc mạch và các cái đột quỵ. Cái này chúng ta sẽ cũng phải có những biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên các thuốc hiện tại mà chúng ta có ấy, thì chưa có giá trị được chẩn đoán là có giá trị cải thiện cho những bệnh nhân này đâu, kể cả thuốc mà người ta luôn luôn rêu rao là có tác dụng cải thiện là statin, chưa có bằng chứng đâu ạ. Và một trong những cái tổn thương động mạch chủ chúng ta có thể gặp phải nữa đó là gì? Đó là bất thường về quai động mạch chủ hoặc là eo động mạch chủ, người ta gọi là hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh. Đây là những trường hợp bất thường về chết rồi. Đây chết giờ sửa lại cái máy này. Đây là những cái bất thường về xuất phát của mạch chủ. Xin lỗi các bạn, là đây là một cái xuất phát bình thường, trong đó tôi có khoảng 1, 2, 3, 4, 15 cái xuất phát bất thường của động mạch chủ của động mạch chủ và các cái nhánh động mạch chủ, thì trong này chúng ta không nhìn thấy gì, thật đáng tiếc. Thứ hai đó là những trường hợp bất thường ở quai động mạch chủ, chúng ta có thể hai quai động mạch chủ, vân vân. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải quan thiệp về ngoại khoa, và các cái bác sĩ nội khoa như chúng ta phần lớn là chúng ta có thể làm chẩn đoán được bằng các cái siêu âm chụp, rồi chụp vân vân, chụp MSCT hoặc là chụp buồng tim vân vân. Thì tuy nhiên là cái việc chúng ta có thể làm được những trường hợp này rất là ít và cần phải nhờ đến những bàn tay vàng ngoại khoa. Và những cái này là những cái dị tật bẩm sinh rất khó để sửa. Và đây là những cái hẹp eo động mạch chủ, chúng ta thấy cái này chúng ta nhìn được phải không ạ? Rất là hay. Nên cái hẹp eo này thì các bác ở đây, các bác đã mổ nó thành thường quy những trường hợp này rồi, sửa chữa thì nó cũng không phải là quá phức tạp. Đây ạ, đây là trên phim MSCT dự hình 3D rất đẹp, chúng ta có thể thấy hẹp eo động mạch chủ, coarctation của động mạch chủ. Cái phần nữa đó là phần chấn thương thành động mạch chủ, thì đây là những cái vị trí hay gặp chấn thương. Chúng ta chú ý nhá. Vị trí hay gặp chấn thương ở đây ạ. Một, đoạn trên cổ ít thôi, bởi vì chúng ta đoạn này được bảo vệ rất là tốt bởi cái gì? Thứ nhất là xương ức, thứ hai là cái cằm của chúng ta thì nó đã cúi xuống thôi, đã che gần như toàn bộ cái đoạn xuất phát rồi. Thứ hai là cái đoạn động mạch chủ lên này thì cũng ít thôi, đúng không? Động mạch chủ lên phần lớn là trước ngực, và bao giờ chúng ta có động tác phòng vệ trước ngực trước khi mà bất kỳ một cái vật gì hoặc bất kỳ một cô gái nào định lao đến thì chúng ta đều có động tác phòng thủ này, chúng ta không sợ chấn thương. Thế nhưng mà đằng sau lưng để bị ôm bất ngờ đằng sau lưng là cái nguy hiểm nhất mà rất nhiều Valentine mà chúng ta lại nói những điều ngôn tình một tí, thì cái đoạn này là cái đoạn rất dễ bị tổn thương, đúng không nào? Thì đến 88% cái chấn thương của mình chủ nó sẽ xảy ra ở cái vùng này, là chúng ta phải hết sức cẩn thận, đi là phải nhìn trước nhìn sau, chứ chỉ có nhìn trước không là cũng rất là nguy hiểm. Đây là khi bệnh nhân đến với chúng ta về đau ngực, phác đồ chúng ta chẩn đoán bệnh nhân có tổn thương động mạch chủ hay không, và tổn thương là loại nào để chúng ta có những cái phương án phù hợp tiến hành xử trí cho bệnh nhân.
sau đây mới là phần đáng giá. Thì cái phần này tôi sẽ gửi cho các bạn tài liệu thôi. Vậy thì các cái bước để tiến hành can thiệp cho những bệnh nhân có tách thành động mạch chủ là gì, hoặc là có phình động mạch chủ là gì, câu chuyện thì còn tương tự với nhau thôi. Thứ nhất là tất cả các bước gồm gì? Thứ nhất là chuẩn bị dụng cụ của bệnh nhân, đo đạc các cái kích thước. Thứ hai là vào mạch. Thứ ba là tìm cái lòng thật. Thứ tư là đặt vị trí dụng cụ. Thứ năm bung cái stent graft. Và thứ sáu là check lại cái vị trí của cái stent graft đó. Bởi vì đây là cái tiến hành can thiệp. Còn phẫu thuật ngoại khoa thì tôi xin phép đi sang một bên, bởi vì bản thân chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về nó. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải đo đạc xem là vậy thì kích thước động mạch chủ đoạn chúng ta định can thiệp là bao nhiêu, bề đường kính là bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy thì đường kính ở đây chúng tôi đo được là gần này nhân với gần này. Thì đây ạ, đây là bề dọc, đây thì chúng ta phải đo một chiều vuông góc nữa xem là kích thước của nó là bao nhiêu để chúng ta ước lượng cái kích thước của dụng cụ chúng ta là bao nhiêu. Và thứ hai, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta xem là đo trong cái chiều dài của cả các đoạn động mạch chủ đấy ước lượng là bao nhiêu. Xin nói các bạn là đây là ước lượng, tất nhiên nó gần đúng thôi, nhưng nó không chính xác hoàn toàn. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đặt một cái dụng cụ cứng vào như thế, động mạch chủ nó hoàn toàn có thể duỗi ra và nó có thể dài hơn so với ước lượng của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ ước lượng là vậy trên phim CT này ước lượng đoạn này dài khoảng 29 cm. Vậy chúng ta sẽ chả có cái dụng cụ nào dài 29 cm cả. Vậy chúng ta sẽ phải đặt mấy dụng cụ ạ? Một chắc chắn là thiếu. Vậy chúng ta phải đặt 2 miếng là tối thiểu, thậm chí miếng ngắn quá phải đặt 3 miếng. Đó là việc chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cho bệnh nhân. Và thứ ba nữa, trên phần này xin lỗi, phần này chúng ta cũng phải thực ra trên này tôi có viết mà chúng ta nhìn không rõ, đó là chúng ta phải đo được cái gì ạ? Đo được cái landing zone. Lúc tôi họp buổi trưa tôi có nghe lỏm với việc anh Thận phân tích cho các bạn xem tại sao đo landing zone nó được bao nhiêu, tại sao bắt buộc là bao nhiêu đó. Thì đấy là con số rất quan trọng để chúng ta xem liệu cái dụng cụ của chúng ta có bám được cái thành động mạch chủ hay không. Và landing zone khuyến cáo của người ta là tối thiểu là gì ạ? Bao nhiêu ạ? 2 cm. Thì nói các bạn, có những người cố 1.8, 1.6 cm, ok, người ta vẫn sẽ làm được thôi, về mặt technique người ta vẫn có thể làm được. Nhưng về lâu dài, cái động mạch chủ đó nó vẫn tiếp tục giãn ra. Nếu như chúng ta không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ khác, thì cái việc để cái landing zone như vậy nó nguy cơ gì ạ? Endolic rất cao. Endolic tiếp 1 là một trong những endolic nguy hiểm nhất, và tỷ lệ tử vong do endolic tiếp 1 là cực kỳ cao, dẫn lên đến tận 30%. Đó, thứ hai là đo được chiều dài. Thứ ba là chúng ta xem là chúng ta nên vào mạch như thế nào. Ngày xưa thì chúng tôi dùng phương pháp gì ạ? Mổ, thấy cái mạch đùi là chọc vào. Thế nhưng mà nó cũng xâm lấn quá, chúng ta sẽ dùng cái gì ạ? Đây là Proglide, đây là dụng cụ Perclose, để đi vào mạch một cách nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần rạch chỉ khoảng 1 cm thôi qua cái vùng da, và chúng ta tự động tách, và cái dụng cụ này có thể giúp chúng ta đi vào cái lòng mạch ngay rất dễ dàng. Ở đây ai đã từng sử dụng cái dụng cụ này rồi? Bạn nào? Raise your hand. Chưa ai? Vậy thì chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội sử dụng. Và đây là cái việc chúng ta sẽ đi dò xem đâu là lòng thật của bệnh nhân. Khi mà đi vào chúng ta thấy đây ạ, chấn phim MSCT ở bệnh nhân này chúng tôi phát hiện ra là chính là bệnh nhân vừa nãy đấy ạ, bệnh nhân đầu tiên đấy. Một cái mạch thận bên phải xuất phát từ lòng thật và mạch thận bên trái không được tới máu. Thì đây, khi mà chúng tôi dò lên thì chúng tôi thấy đây là như vậy đây. Chúng ta thấy ở đây, đúng không ạ? Chỉ có một mạch thận thôi. Và đây là confirm rằng chúng ta đang ở lòng thật. Tiếp theo, thứ hai là chúng tôi sẽ xem. Đây ạ, đây chính là chúng ta đang ở lòng thật. Nếu các bạn nào đã từng làm can thiệp rồi thì các bạn biết tại sao chúng tôi lại phải đưa vào cái dụng cụ này. Đây người ta gọi là cái pigtail, có nghĩa là cái đuôi lợn. Chúng tôi phải sử dụng cái thiết bị này vì nó tròn, đầu nó tù, nó cong này, chúng tôi đi nhích nhích lên. Bởi vì nếu chúng tôi sử dụng cái quai, cái thành cái lớp nội mạc rất là yếu, chọc cố chọc vài phát nó lại thêm cái lỗ thủng nữa, có khi phi thẳng ra bên ngoài. Vô tình chúng ta lại làm gãy thủng luôn, thành vỡ thành tự do luôn. Do đó cái thiết bị này đi lên đây là để rất an toàn cho bệnh nhân. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là liệu nó đang ở đâu. Vậy chúng ta đang ở đúng quai động mạch chủ rồi. Trên này quá sáng rồi thì các bạn có thể quan sát được, phải không ạ? Các bạn có nhìn thấy cản quang không? Ồ tuyệt vời. Chúng ta nhìn thấy cản quang, chúng ta thấy động mạch dưới đòn và động mạch cảnh bên trái. Và đây là chúng tôi đưa dụng cụ, chính là cái stent graft với các cái marker ở phần đầu. Các bạn nhìn thấy, đây là cái số 8 đấy ạ.
Nếu mà trên giao ban các bạn đã nhìn thấy rất nhiều người ta gọi là cái marker số 8 thì đây ạ. Các bạn nhìn thấy đây chính là marker số 8. Bản thân nó là cái hình số 8 thôi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nó cản quang rất là nhiều chúng ta. Đây chính là cái điểm bắt đầu của cái lớp màng graph. Có nghĩa là phía trước này, phía trước cái này nó chỉ là cái white thôi, gọi là cái stand thôi. Còn sau cái đoạn số 8 này trở đi thì nó chính là cái graph. Và có, nếu như cái số 8 này nó phía trên của điểm xuất phát của bất kỳ một cái động mạch nhánh nào thì nó sẽ cover toàn bộ động mạch nhánh động mạch đó. Ở trên này chúng ta sẽ xem chúng ta làm gì. Khi chụp lên ở đây chúng ta thấy, phải xin lỗi. Đây rồi. Chúng ta có thấy không ạ? Chúng ta thấy đây là gì ạ? Đây là động mạch thân cánh tay đầu. Đây là động mạch gì ạ? Cảnh trong bên trái đây ạ. Đây là dưới đòn. Vậy bản thân cái này của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ cái điểm xuất phát của động mạch cảnh trung bên trái và chúng ta đã phủ cái động mạch dưới đòn này rồi. Đó, khi chúng ta bung ra thì câu chuyện nó như vậy đấy ạ. Rất nhiều số 8 phải không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Rất nhiều số 8 nhé. Thường chúng ta có 5 số 8. Thì ở đây khi mà chụp lại chúng ta thấy tôi sẽ tìm cho các bạn hình ảnh nét nhất. Ở đây chúng ta thấy là cái động mạch dưới cảnh trung bên trái đây, động mạch dưới đòn đây, đây là cái stent thì nó có thể cover ra ngoài một chút để sao nó bám chặt vào cái thành động mạch chủ, giúp cho cái stent nó không bị trôi xuống, và cái đoạn từ graft ở đây nó sẽ che phủ từ đoạn này xuống và sẽ phủ động mạch dưới đòn. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ hy sinh cái động mạch dưới đòn. Nhưng đây là một cái trường hợp kỹ thuật rất cao vì là chúng tôi có đục một cái lỗ ở cái stent graft đó và cái động mạch dưới đòn này vẫn được tưới máu. Đấy là cái trường hợp khá đặc biệt, nên là fenestrate stent graft. Chúng ta chụp ở đây chúng ta thấy luôn là động mạch dưới đòn vẫn được tưới máu đúng không ạ? Vẫn còn cản quang chưa qua đây. Đây là một trong những trường hợp mà chúng tôi dự định để làm cái sinh live hôm 17 tháng 1 vừa rồi. Nếu các bạn nào có tham gia thì các bạn biết là chúng tôi đào tạo về kỹ thuật đặt một cái có chỗ lỗ này cho 8 cái trung tâm trên thế giới. Cho đó có cả Thụy Sĩ, cả Singapore, vân vân. Thì đây là một trong những cái kỹ thuật khá là cao mà để cho đến bây giờ thì không phải chỗ nào người ta cũng làm được. Và tiếp theo, sau khi đặt được cái miếng đầu tiên, bịt cái lỗ rách vào rồi và duy trì được cái dòng chảy của động mạch dưới đòn bên trái rồi thì chúng tôi sẽ đi xuống dưới. Nó kiểm tra xem cái mạch tạng bên dưới như thế nào và chúng tôi sẽ đặt cái miếng thứ hai phủ phía trên của mạch tạng. Chắc các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? Xin lỗi. Đây là mạch gì ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cái gì ạ? Đây là cái gì ạ? Hả? Nhìn nhá. Nhìn rõ không ạ? Nếu như các bạn nhìn không rõ lắm thì tôi xin chỉ luôn. Đây là động mạch thân tạng. Đây là động mạch màng treo tràng lên, tràng trên. Còn hai động mạch thận ở phía dưới. Đây nha. Thận ở phía dưới. Các bạn nhìn nó rõ. Bởi vì thực ra cái này tôi cũng để tốc độ chậm thôi, nhưng không hiểu sao nó lại nhanh như vậy. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng tôi sẽ kiểm đặt cái miếng ngay, cái miếng thứ hai, cái mức dưới của cái miếng thứ hai nó sẽ ở ngay động mạch màng treo tràng trên, à mà ngay phía trên động mạch thân tạng, trên động mạch thân tạng. Chết quên. Đây là trường hợp tiếp theo. Sau khi đó chúng tôi kiểm tra cái tưới máu của các tạng thì chúng tôi thấy là sau khi chúng tôi mở cái lòng thật ra thì dường như, các bạn nhìn thấy không ạ, dường như có mấu gì đó của cái động mạch thận. Chỗ nào tôi sẽ thấy cho các bạn thấy luôn. Ở đây chúng tôi thấy đây ạ, chỗ này dường như là có cái mạch thận ở đây nhưng mà nó bị ngắt đi. Như vậy rõ ràng trường hợp này có vẻ như là cái động mạch thận nó đã được mở ra một chút. Đây ạ, một chút thôi. Rồi nhìn thấy đúng không ạ?
mở ra một chút và có một chút dòng máu gì đó nó chảy vào đó thì chúng tôi gọi là bị bệnh kỳ vọng. Đây không phải dòng lòng dạ nó ép vào thôi, nhưng nó bị cái gọi là bị cái dòng lòng dạ nó ép vào thôi. Sau đó chúng tôi làm thêm một cái kỹ thuật nữa, đó là đặt cái stent vào cái động mạch thận này.